Thưa quý vị, thông tin từ nay đến năm 2021, Hà Nội sẽ xây thêm 4 cây cầu mới trị giá hơn 32.500 tỷ đồng bắc qua sông Hồng và sông Đuống để kết nối giao thông khu lõi thủ đô với vùng phát triển mới phía đông, khiến giới đầu tư bất động sản thời gian gần đây xôn xao đồn đoán về một cơn sốt đất phía đông. Phóng viên InvestTV đã có cuộc khảo sát giá đất tại khu vực sẽ xây dựng một trong 4 cây cầu, đó là cầu Trần Hưng Đạo tại quận Long Biên, Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo chiến lược phát triển giao thông của Hà Nội, đến năm 2021, Hà Nội sẽ xây 4 cây cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống theo hình thức BT là cây cầu Tứ Liên với chiều dài 3 km, tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng nối quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm với chiều dài 3 km, tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng. Cầu Đuống 2 chiều dài 0,5 km với tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng. Cầu Giang Biên có chiều dài 5,4 km với tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, thời điểm hiện nay, khi 4 cây cầu mới chỉ là những thông tin quy hoạch, giá đất tại khu vực này tăng như thế nào đang là mối quan tâm hàng đầu của giới địa ốc. Đặc biệt, thông tin cầu Trần Hưng Đạo đang được đông đảo người dân sinh sống tại hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, phía sau lưng tôi đây sẽ là khu vực hình thành nên cây cầu Trần Hưng Đạo nối từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên của thành phố Hà Nội. Theo chia sẻ của người dân thì khi xuất hiện thông tin có cây cầu Trần Hưng Đạo đi qua đây, giá đất đã tăng khoảng từ 20 đến 30%. Và nếu như cây cầu này được chính thức triển khai xây dựng và đi vào sử dụng thì giá đất tại khu vực này sẽ còn tăng lên nữa nhiều lần. Ở trong ngõ thì nó rơi vào cái tầm độ khoảng chừng độ khoảng 40 triệu một mét vuông. Cụ thể mà những cái ngõ mà có thể là taxi vào cửa được thì nó rơi vào khoảng chừng 45-50 triệu ở trong làng này, nhưng mà cũng có những cái chỗ nó thể là rơi lên đến 60 triệu mét vuông cũng có. Cũng cái con đường cổ Linh này nó dài nhưng mà chuyển dịch khu vực tái định cư kia thì mặt đường thì nó phải rơi cả 100 triệu cơ một mét vuông. Thì ngoại trừ có bên kia thì là nhà nước lấy ra, ngày xưa nó thuộc về đất của khu vực Tư Đình này, người ta lấy ra thì người ta làm dự án thì là nó giá trị nó tương đối cao. Khu vực bên kia thì nói chung nó rơi vào khoảng 150 triệu 170 triệu mét vuông. Ghi nhận tại đường Cổ Linh, chân cầu Trần Hưng Đạo phía quận Long Biên, giá đất hiện nay cũng đạt hàng trăm triệu đồng một mét vuông. Nếu mà như là ngoài mặt đường này thì khoảng hơn trăm. Cứ mặt đường càng mở mà những người đang ở trong cùng ra ngoài đường thì giá đất nó lại lên. Theo người dân, giá đất tại đây đã tăng lên khoảng 30% so với trước đây do có thông tin cây cầu Trần Hưng Đạo đi qua. Nếu mà so với cách đây vào rơi vào khoảng 5-6 năm trước thì nó tăng lên khoảng 30% khu vực đất ở khu vực Long Biên. Nếu làm cầu sau này làm cầu thì nó sẽ lên chứ không coi giá này nữa, tăng lên bởi cầu nó thuận tiện đi. Tuy nhiên, người dân cho rằng chưa biết bao giờ dự án cầu Trần Hưng Đạo mới được triển khai nên giá đất có tăng nhưng không ghi nhận bất thường. Theo một số chuyên gia, sự tăng giá này là hợp lý, thế nhưng cần phải thận trọng, tránh bài học đắt giá từ cầu Nhật Tân. Bởi cách đây vài năm, nhiều nhà đầu tư tin tưởng khi cầu Nhật Tân xây xong thì giá đất ở khu vực này sẽ tăng vọt nên đã bỏ hàng tỷ đồng để gom đất chờ đợi. Nhưng khi cầu Nhật Tân khánh thành, giá đất ở khu vực này không tăng cao như kỳ vọng. Nhiều người mắc kẹt đành ngậm đắng nuốt cay. Bởi thực chất, giá nhà đất nơi đây đã tăng vọt 80-90% thời điểm trước đó vào cơn sốt đất năm 2011.